Bữa cũng bên cái bàn đúng không? Bàn 4 mét. Đó thì mình về ha, mình về mình bên trên đây có dưới trước cũng được. À, vì cái này nó cũng dễ. Ha, thì thôi bên tay bên trước cũng được sửa. Vô đây nó 4 mét nè, từ đây này. Giờ 4 mét nè, 1 2 3 4. Giờ. Đó, thì cái này mình đi với trục xuống ha, à, trục xuống. Là gắn cái trục trước đi thì này con đối sau số 1 ha. Rồi cái này ví dụ là 1 nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 giờ 9 10 11 12 13 14 15 giờ đó. Ví dụ 4 với 15 nè ha, thì mình đi cái đường nén về luyện đường nén nha chị, Yeah. để càng thẳng càng tốt được chưa. Đó, cái thẳng chưa? Chưa đi học mấy môn ngoài môn học chính trị á, toàn luyện nét mà, đâu có học gì đâu. Đi vừa điểm qua mà. Đó, đó ngồi luyện này nè ha. Mình có thể mình sẽ đi những cái đường nét nó tương đối là nó đấy, cái đầu của nó nè là đậm, nó đầu vô đây nó mảnh. Đó, đầu nó đậm rồi, vô đây nó mảnh. Được chưa? Đó, dù 4 nhân 15 chẳng hạn. Được chưa? Thì đây ví dụ mình chia cho nó cái cầu thang ha, đi trước ví dụ ở đây mình có xe đi ha, này đây là cửa bốn cánh giờ cửa bốn cánh quay vô trong, mình xin phép mình quay vô trong cho em ở ngoài nó đụng cái đường á đó. Đó nhiều khi đó được chưa, đi trong nó đụng cái đường người ta mặt tiền đường nó mở cho ngoài được. Rồi bây giờ bốn cánh á, thường là cái bạn binh thì các bạn bị cái vấn đề gì thường cái cửa các bạn vẽ nó vô lý, nhiều bạn ở đây vẽ thấy bị có lỗi, nếu các bạn không tính được cái cánh cửa này nó bao nhiêu thì cái đó các bạn về phải suy nghĩ là à, một cánh cửa này nó bao nhiêu là được đúng không. Ví dụ cửa bốn cánh mà các bạn vẽ nó bạn vô tình bạn làm cái thư viện to quá bạn không để ý, ví dụ cửa này bao nhiêu là được, ví dụ nó 500 đi, 5 5 5 hai mét rưỡi cửa, 2,5 m các bạn mở một cánh này nha, được chưa, mở cánh này ra thì nó lại phải mở cánh theo, tại 500 đâu có sử dụng được, thì ngang mình 600 rồi thì mình đâu có sử dụng được, cho nên phải mở hai cánh nha, sử dụng ít nhất hai cánh để mở đúng không. Nó mà chưa tính đến chiều cao nữa, nhiều khi các bạn làm 500 cái cửa này nhìn không nhất nè, tỷ lệ nó không đẹp nè, chiều cao ví dụ cũng được 3 mét đi thì cái cửa của nó tự nhiên 500 mà có 3 mét nó cao nhồng nhồng bị dọc được không, nó bị ốm quá thì cái tỷ lệ hôm trước có chỉ rồi đó ha, lấy cạnh này 5 cạnh này 3 đó thì cái cửa nó nên gì tính đẹp ha. Có thể lấy vuông cũng được, lấy vuông cũng đẹp không có gì đâu, nhưng mà do mình đừng có lấy quá hướng tỷ lệ nó nhọn quá, nó cao nó ốm ha. Coi cái cột của trường của thằng kia kìa, chứ nó lấy cái công trình nó mà xem đó, trường này học thành thải đó, mang tiếng thiệt cái chứ, làm như cái thông que luôn, cái cột nó không đúng cái sao, đặc tượng sao mình xây xung quanh ốp lại cái cột nó không đúng tỷ lệ của cái cột Doris, cột nó ngày xưa cột nó có tỷ lệ đẹp lắm, không biết sao làm cái trường nó vậy này, kỹ sư vẽ rồi mà chú sư được, chú sư không vẽ gì được chưa. Đó này 500, cái này 3 mét giờ thì khi các bạn đặt cái xe ha, cái xe vô đây ví dụ cái xe mà xe máy đi, ví dụ xe máy tại cái hẻm này nó có 2,6 m thôi thì mình bỏ vô phương án là ô tô vô, ô tô thì nó không có không đủ ha, ô tô nó khoảng tầm 1 m mấy đường ngang á là 4 m mấy ha. Thì ở đây ví dụ mình xe mình có xe máy thì các bạn cũng phải đếm đếm luôn ha, mình sẽ nắm được kích thước của nó bao nhiêu, ví dụ 2 m nè, ở đây 2 m đúng không, 1 m là ngang và 2 m này được chưa, thì mình phải đúng kích thước nha, à, đúng kích thước. Ví dụ ở đây này thì gia đình sử dụng bao nhiêu cái xe, nhà 2 lầu này, nếu gia đình trẻ thì 2 cái xe, 2 vợ chồng con cái đi xe đạp chẳng hạn đó, thì mình sử dụng ít nhất 2 chiếc xe được chưa. Ở trong đây so với phòng khách là mình nên xây tường hay là vượt cấp hay gì không, nó nhiều khi vượt cấp để cho nó bụi bặm lắm luôn nhà, được chưa, cũng nên vượt cấp. Là xe này là mình có sử dụng để mình
ví dụ xe dơ quá mình đi rửa hay không thì các bạn phải có vòi nước để rửa ha. Mà đã rửa rồi thì liên quan đến gì? Thoát nước à, thì mình phải có cái mũi tên này rồi. Tập cài bạn dễ nha, sau này mình thể hiện phải có cái gì liên quan đến nước mưa thì phải có dốc nha. Nó thể hiện mình không chấp nhận cái chuyện cái bạn vẽ không có cái dấu mũi tên này, nó quan trọng để nó biết họ mình đánh dốc rồi. Cho nên lúc đó hỏi ủa sao không đánh dốc, chứ anh đâu có nghĩ đâu mình lấy đánh dốc, còn cần thiết là để bao nhiêu phần trăm là càng giữ nữa ha. Thì mình cứ đánh dốc cho ngồi để biết mình biết à đúng rồi, nó vô trong này nó chạy ra ngoài giờ. Thì phải thể hiện cái hướng dốc này, cái vòi giữa, ví dụ đây nó có vòi giữa nè giờ. Và trong sau này các bạn bố trí bơm nữa, cái này các bạn phải bố trí cấp thoát nước nữa, thì ở đây nó sẽ có thêm cái đồng hồ nước hay là máy bơm hay là hầm tùy hỏi hay là cái gì đó, hố ga gì đó, thì các bạn phải bố trí đây luôn ha. Hiện nay mình mới học về cũng tương đối thôi, bên một bạn thôi, chứ đi sâu, đi sâu luôn các bạn concept nó đúng. Mà các bạn có concept rồi các bạn biết à thằng này nó ảnh hưởng cái gì luôn, điện nước hay MV hay là kết cấu dưới ngầm đó nó có cấn cái móng hay không, thì khi mình giật cái 5 phân nó có cấn móng hay không mình biết luôn. Thì cái đó là các bạn phải nắm, phải nói là một cái tổng thể. Tại sao đây dạy tổng thể dạy riêng một môn được, tại môn riêng một môn thì chết nhất không làm được, phải dạy tổng thể nó tổng hợp để các bạn nhìn thấy cái lỗ đó. Đúng không? Như anh Hoàng lên thiết kế đó, cái máy nó dốc ở trong, ở giữa anh làm cái sảnh à, làm cái chỗ để một bình nước đó. Nhưng mà anh không nhìn ra được là sau này thằng này nước mưa nhiều quá mà nó đi đâu, gỡ mấy cái ống này nó bị kẹt cứng hay sao, bị vô tình cái áo nó đang phơi bên nhà bên cạnh, cái áo nó bay qua nhà xong nó kẹt ở trong cái này nó cao hơn, cùng rồi một mùa thu lá rụng cái nó tắt cho đây rồi kẹt luôn và nó chạy ra ngoài, nó không có đường thoát nữa, hai bên hai nhà rồi nó đâu có đường thoát đâu, nó không giải quyết được cái gì luôn. Cho nên tránh tình trạng như thế này, mình chạy vô nhà ăn cho hết luôn, nó ăn đủ luôn đó. Mấy ảnh là không có làm này, không làm kiểu máy kiểu này, thấy chưa? Có nghĩa là các bạn học rồi về cấp thoát nước rồi, các bạn sẽ tưởng tượng nước đi đâu, liên quan đến nước là các bạn phải tưởng tượng nước nó đi đâu, cái đó rất là quan trọng. Còn ngày nào đó là cái chồng này sập xuống luôn nè, cái chồng này sập xuống nè, thấy chưa? Khi để ứ nước nhiều quá đây thành cái bể nước. Đúng rồi, nó bị gì đó. Dạ, nó bị thì thoát không được, nó thành bể nước trên mái luôn. Cho nên ở đây mình phải tổng hợp, biết tổng hợp để mình làm. Hôm nay mình chỉ dạy phòng khách và cái phòng bếp thôi, tương đối sơ bộ thôi. Về xem thêm những bài sửa của mình trên clip ở trên đó, có những bài sửa mình đầy đủ hết, clip nó đầy đủ những cái buổi trước đây mình dạy. Mấy năm qua là hồi dụng là hay thì mình cứ ghi clip này hết. Thì ở đây là mình nói là ha, lưu ý những cái này, cái cửa nha, nhớ bên bao nhiêu thì mình phải lưu ý xem cái cánh cửa nó nào hợp lý. Ví dụ mở nó khoảng 700 chẳng hạn, hoặc là 600 cái bèo nhất, nó sẽ xong mở nha. Cái tiêu chuẩn mà nhà liên kế bữa anh nói nó có quy định mấy cái kích thước cửa tối thiểu không anh? Không, như thế này chỉ có công trình lớn thì nó quy định cửa thoát hiểm bao nhiêu, chống cháy bao nhiêu, trong thời gian bao nhiêu thì nó phải quy định cửa chống cháy. Thì những công trình công cộng nó rất quan trọng. Còn cái cửa này thường nhà dân thì nó cũng đỡ hơn, nhưng mà bây giờ đối với những công trình nhà cao tầng hơn thì nó phải có bỏ đằng sau nó chạy thoát hiểm luôn, tại vì dạo này cháy nổ nhiều quá và cái tiêu chuẩn nó đang sửa lại không cho phép là chạy lên cái cầu thang của mình bị bắt là lý do nó cháy nổ nhiều đó, nên ta phải ưu tiên cái nơi thoát hiểm thoát ra trong vòng 5 phút nè, 5 phút của cái nhà đó là còn sống, dưới 5 phút thì chết ngắt. Rồi ở đây ha, ở đây nó đó, ví dụ như phòng khách đi, ví dụ đến phòng khách đi ha, các bạn về các bạn bố trí phòng khách thì phòng khách nó bao gồm cái gì? Ví dụ đây là một cái phòng khách này, được chưa? Mình phải binh từng cái mặt bằng trước rồi bắt đầu mình vẽ, được chưa? Phòng khách thì thường các bạn bị lỗi gì? Ghế sofa. À, cái sofa thì quá to hoặc không đủ chỗ, rồi bấm lên thôi. Đúng rồi. Rồi ở đây ha, ví dụ các bạn ghế sofa đi, các bạn đặt thì bây giờ ba người ngồi ghế sofa là bao nhiêu? Mình ngang ví dụ 800 nè, giờ 800 là nó tầm cái này từ đây đến đây, thì ngang của nó là nhiêu? 27 đi,
cơ ở đây 3 mét nè, thì mình yêu cầu 2 mét 7 là như thế này thôi. Rồi, mấy ghế sofa thì ngồi đây. Ngày 3 người ngồi thì mình chia làm 3. Được chưa? Đó. Nhờ nó hơi cong chút nè, mềm mại chút nè. Dạ. Người 900. Đó. Ví dụ ở đây ha, nó có tay tay vịn nè. Đây nó có cái lưng cho nó nè. Đó. Thì ra cái sofa. Giờ. Rồi, hôm nay ví dụ có cái ghế thì mình đặt cái ghế vô, ví dụ cái bàn nhiêu. Bàn nó khoảng 300 500 đi, thì ví dụ đây ha. Nó nhỏ như thế này, cái này tới 1 mét luôn. Đó, 1 mét. 1 mét nhân cho 500. Cái bàn. Giờ. Đây. À, thì các bạn đang bị vấn đề là sao khi các bạn bên bãi các bạn không suy nghĩ được bao nhiêu người ngồi, có đặt cái sofa đại vô bị vấn đề đó. Ví dụ hai chồng này đến, hai chồng này chơi thì bèo nhất quan sáu bốn người rồi, tới bây giờ mình đặt một cái ghế sofa này thì ai đứng ai ngồi, khách đứng à mình ngồi à, đó nào đặt ra mà cũng không suy nghĩ được cái chuyện đó, mình phải suy nghĩ đến là nó bao nhiêu người ngồi vô. Rồi ví dụ trong cái này mình đặt ở đây cho chẳng hạn. À, đặt ở đây cái sofa các bạn hay bị lỗi cái đó ha, về lưu ý phải tính được bao nhiêu người ngồi cho một cái gia đình. Giờ ở đây có cái sofa, giờ tôi quy đặt đâu, ví dụ tôi quy mình đặt đâu được đối diện cái sofa, rồi đối diện đúng không, rồi đối diện đây đúng không, rồi đối diện đây thì nó bị cái tình trạng gì, ví dụ anh em coi tôi quy đi à, người đi ngang à. Nó bị giao thông cắt ngang. Được chưa? Ví dụ đang ngồi xem phim cái tự nhiên có người đi ngang. Đúng không? Nhìn thật cũng làm vậy nè. Đi vô nhà. Đó, thì nó bị giao thông cắt ngang như thế này, mình xử lý cái kiểu khác. Rồi ví dụ nếu đặt đây, nếu đặt tôi quy ở đây. Nha. Vậy bề ngang của này lùi ra bao nhiêu? Bây giờ mình cho bây giờ thì sự cái này thì không nên lùi cho nhiều, tại này hành lang. Có thể các bạn lùi lấy khoảng 400 đi. Được chưa? Không có lý do khác thì các bạn đặt ở đây cũng được, không có gì đâu à, nó cấn chút thôi, đi nhiều khi quẹt cái là đụng vô chân thôi à, hoặc là dắt xe vô để ở đây thì nhiều khi nó cấn cái này, tại ban đêm mình dắt đâu mà nhiều khi an toàn, người xong rồi mình thấy không an toàn, mua cái nước 300 mấy triệu và bây giờ để ngồi đâu được, nhiều khi cũng dắt nó vô đó, tài sản lấy mà dắt lên nhà giờ thì khi dắt vô thì nó bị cấn cái này, thì các bạn lưu ý ha, tránh một chút. Thì nếu mà các bạn đặt sofa cái tủ ở đây giờ thì các bạn sẽ bố trí thêm cái ghế sofa ở đây chẳng hạn, đó thêm một người ngồi ha, và có phải là được giải quyết được 4 người ngồi không, thêm một cái ghế sofa ở đây có thể giải quyết được thêm người nữa không, là nhiêu người rồi, 5 người, thêm một cái đôn nhỏ tròn vậy đó để trang trí để sau này dùng luôn, kéo nó vô cái góc nào đó cần thiết mình đem nha. À, thêm với số lượng người ngồi dạ. Đó, thì đó là một cái bố trí ha. Còn ví dụ bố trí thêm thảm á, thì các bạn không có bố trí gần quá đây nha, không đúng, mà các bạn phải vượt qua vào đây. Đó, nó phải tương đối đủ à, chiếm cái diện tích vừa đủ cho cái không gian này. Bây giờ giờ cắn nhẹ đây nè. Dạ, cái thảm gì nè. Rồi à, nếu bố trí bên này sao à, mình bố trí về cái tủ bên này mình đổi lại à, mình làm cái ghế đôn dài đối diện như thế này, hoặc là hai ghế bên này được chưa, hai ghế bên này mình đối diện như nó để mình có tủ bên nó được cái không gian như thế này, không gian đảm bảo, ví dụ ở đây là không gian mình có tủ bên không bị ấy, tránh tình trạng giao thông cắt ngang, ví dụ đang tiếp khách đấy cái cùng thằng nhóc nó vô nó kêu ba con qua đi không về, rồi thì cha như nghe con kêu bây giờ con đi chơi, rồi đứng nghi ngang qua luôn, mình tránh tình trạng đó, mình đang bàn với lại gì cái khách hàng, mình tránh tình trạng đi ngang như thế này, giờ tại vì cái không gian này là không gian đậm tĩnh, là không gian xung quanh là không gian đậm, hành lang là không gian đậm, rồi đi vô mình không bị ảnh hưởng bởi cái không gian này, giờ rồi trong phòng khách nó có cái nhu cầu gì nữa. Trưng bày hả? Không trưng bày là sao? Để có nhu cầu thực tế trước cái trưng bày tính sao? Có tivi giải trí hay
gì? Đọc sách, giải trí. Đó, phòng đọc sách, à đọc sách thì cũng được. Nhưng mà trong những không gian lớn hơn thì mình có ví dụ biệt thự chẳng hạn. Không gian nó còn lớn hơn thì mình dùng đấy. Rồi nhu cầu gì như phòng thờ, phòng thờ. Đó. Thờ thì nó có hai cách ha, thờ là cái hai cách. Khi mình phân biệt ấy thì ví dụ mình có khách nè. Bếp nè. Ăn nè. À, bếp ăn. Đó. Rồi thờ. Thì giặt phơi. Giặt phơi. Đó. Được chưa? Thì tất cả những cái không gian này nó thuộc về đối nội, đối ngoại. Ví dụ khách nó là ngoại đúng không? Ngoại. Bếp ăn. Không ạ. Đó. Thì ví dụ như bếp ăn, ví dụ khách người ta đến chơi 12 giờ đi. Chơi thì người ta ở lại. Ở lại thì liên quan đến gia đình. Thì mình mời họ tham gia chung với mình luôn. Để họ ăn luôn. Nó thường là khách người ta ở quá trường. Được chưa? Nó có một cái vệ sinh. Cái vệ sinh này dành cho khách thì nên nằm gần khách. Được chưa? Đó. Rồi thờ. Thờ thì nó đối nội đối ngoại luôn. Khi làm lễ gia tiên, đám cưới, đám hỏi. Thì đó rồi đến gia đình thì ông này ông không còn nữa, chết từ Covid rồi. Và tôi muốn lên thắp cái nhang cho anh hai cả trời luôn thì cũng lên thắp. Đó thì cũng là đối nội đối ngoại luôn. Còn thờ quan trọng. Có thể mình đưa lên trên cùng hoặc là đưa xuống dưới. Nếu như ví dụ nhà có người già đi lên được đào chân thì mình để dời xuống dưới ở một cái góc. Quan trọng là đó, góc này chẳng hạn, quan trọng. Đúng không? Để mình thờ đó. Dạ, thờ là vậy hả? Thì nó cũng sẽ có nhu cầu về phòng thờ cho phòng khác Việt Nam cái gì đó. Rồi tránh tình trạng nha, tránh cái phòng thờ này nó nằm ở trên cái gì? Vệ sinh nằm trên, cái giường nằm trên. Giường nhất là giường hai chọn, không nên nằm trên. Cách loa một phần thì không sao. Dạ, những cái giường ô ế thì không nên cho trên đầu cái phòng thờ. Dạ. Rồi đó là nguyên lý văn hóa luôn á. Còn sau này ấp thêm phong thủy vô nữa càng tốt. Phong thủy là phong thủy nó công bằng thêm cái hướng gió, hướng ánh sáng, hướng nước thì nó công bằng trong cái môi trường đó tốt hơn. Rồi xong cái này ha, được chưa? Khách nhu cầu vậy thôi, đơn giản dễ hiểu. Nếu mà các bạn có thể bên được cái phương án, ở đây có một cái phương án của thằng Thái Lan, các bạn muốn tham khảo thì mình chỉ cho Trang để lên tham khảo một phương án phòng cái nhà phố của Thái Lan. Làm rất là đẹp, làm được cái thông tầng luôn. Đây nó lửng nè, đây nó một thông tầng. Đó, thông tầng lớn, rất lớn. Ở đây có ghế sofa. Ở đây nó treo đèn trần xuống, trang trí. Nhà phố ở bên được cái không gian mà thông tầng chỗ cầu thang. Cái bên cầu thang á này. Thông tầng chỗ cái tầng trên á là nó thông lên tầng trên luôn, lầu 1 nè, lầu 1 lửng. Đó, là nó thông lên được. Rất là đẳng cấp. Mà thường là diện tích 6 mét mới làm được này, 6 mét trở lên chứ nhỏ quá là không tầng. Không, tùy cái cấp mình bố trí thôi, không đề gì đâu. Cái đó thì nó là không tầng, nó xử lý rất là tốt. Thì cái công trình này của Thái Lan ha, tham khảo thêm. Mình sẽ đưa lên cho các bạn tham khảo, các bạn lên trang Artillery á. Các bạn vô mục Thái Lan, không. Thái Lan. Artillery là nó là kiến trúc, đại ly là nhật ký kiến trúc. Rồi vô hao vô Thái Lan đó, giờ vô trong cái gì hao garden gì đó, nó có một cái garden đó, các bạn vô cái nhà đó và nó rất là ok. Đưa con chuột rồi quên nè, bấm cái này nè, bấm cái này nè. Đó, sổ xuống tắt cái OS mà chích đi. OS mà chích. Ở trên OS, ở trên đúng rồi. Rồi bấm dưới luôn rồi. Rồi bấm tắt đây, tắt đây nè. Rồi bấm net đi. Rồi. Install đúng không ạ? Rồi, rồi được chưa? Này ha, các bạn tham khảo này. Thiết kế nó ok. Đó. Tham khảo các bạn phải tham khảo nhiều vô. Ngày nào cũng xem đó, để tương tự không gian của nó. Khi mà nó đừng có nhớ nha, không cần phải nhớ không trình đâu. Tại công trình nó có áp dụng cho công trình mình cũng cỡ hả? Không được. Mình chỉ lấy gì, lấy cái không gian xử lý. Ví dụ sau này các bạn binh mặt bằng xong, các bạn biết cái không gian này chỗ này nè, các bạn sẽ có trong đầu ý tưởng luôn để phát triển luôn cái góc. Ở đâu đó, chỗ nào đó các bạn đã từng tiếp xúc với nó.
thì các bạn tìm lại hình ảnh đó để các bạn đưa vào thiết kế, thấy không? Cái vậy thôi, chứ đừng có nhớ nha, có nhiều nhưng mà đừng nhớ, có thoải mái, đừng có nhớ gì hết á, gò bó nên thiết kế mà đâu phải sao chép đâu, được không? Rồi. À, rồi ở đây ha, bắt đầu mình sẽ vô trong sau là bếp này, ví dụ khách đi khách được chưa, không coi hết mít nó không coi hả, về bên cho nó dễ đó. Ủa hay gì ở đây là hàng rào hả, hay là cửa chính rồi, cửa chính cổng cổng đúng không? Ừ. cổng nhà, xong rồi vô đây mới có cái cửa, ở đây cửa đi vô nhà không biết bạn bên rồi. Em mình gửi vậy thôi nha. Đó, nó có một cái ranh nè, ranh nội giới nè, hơi biết nè. Thì bữa sau mình sẽ dạy lại cái buổi đầu tiên cho bạn về cái xây dựng với mấy cái này. Cái ranh đất như thế nào đó để mình làm. Đây là buổi thứ hai rồi. Được chưa? Dạ. Ờ, xem thêm thôi. Rồi. Ờ, ở đây có cầu thang. Ha. Cầu thang này nè. Cầu thang. Được chưa? Đó. Ví dụ các bạn bên như vậy đi. Ha. Ở đây nó có cái bếp, được chưa? Đây, cái bếp này nè. Đây là một phương án nha, cầu thang nó rất nhiều kiểu. Ở đây mình gợi ý thôi. Có thể làm cầu thang đi từ, có như bạn này nè, nãy nó đi từ này qua, áp sát tường. Đó, đi lên. Nhưng mà áp sát tường thì các bạn lưu ý nó sẽ đụng đầu. Cẩn thận nó đụng đầu nha. Thì khi các bạn mà bên như thế này, các bạn biết không, đi ở đây thì nó sẽ đụng cắn đầu nè. Đến bọc thế này các bạn phát cái lỗ và coi như chết cái phần trên rồi. Đó, phải lưu ý chỗ này nó bị đụng đầu hay không, chuyên phương án dễ bị đụng đầu chưa? Đó rồi. Nhưng mà phương án này nó được cái nó sẽ giải tỏa được không gian lớn, sao nó không bị ngăn cách bên tường, giải quyết được được cái không gian rất là rộng ở đây, nó không bị ngăn bởi cái không gian chật hẹp như thế này. Giờ nó không có ưu điểm nha và cũng có nhược điểm, để các bạn nghiên cứu làm mình sẽ sửa theo cái phương án đó để cho nó thích hợp nhất, đúng không nhất nha. Cái nào cũng có cái ưu điểm mà cái nào cũng có cái nhược điểm của nó thôi nha. Rồi vệ sinh ha, vệ sinh thì các bạn có thể đặt ngay dưới cùng cầu thang hoặc là ra phía sau, thì nó có hai vị trí đó, đặt đâu thì nó đi đặt bằng cách vệ sinh cũng đặt bằng cách được. Rồi thấy chưa, giờ cái phòng bếp, bếp là cái quan trọng nay dạy một bếp ha. Còn khách có hỏi gì nữa không? Ok ha, ra nói gì thôi chứ trong lúc mình có nhiều xảy ra nhiều lỗi lắm. Nhớ các bạn thợ ổng đĩa nha, đó, dù mình thợ ổng đĩa đây, nhìn ra ngoài. Cái nhà không có bình thường thì nhiều khi người ta cần ha, hỏi gia chủ cần không, cần bình luôn. Đó, thường ông đi là để nhìn hướng ra ngoài. Dạ. Rồi. Phía sau hỏi cái này, nếu mà nhà mình có ở bên đây nó không có nhà, mình mở cửa sổ này thì để sức sofa đây nó mình có bất tiện quá không ạ? Ừ, đâu sao không? Mở nha. Mở, thích mở đâu mở. Thứ nhất là tránh trộm cắp, xem thử coi chừng tối nó có đóng cửa là mất điện thoại luôn. Nha. Cho nên nếu mà tối mình quên đóng cửa thì thứ nhất là nó quăng cái bơm khói vô để mình say trước, ngủ hết nhà luôn, ngủ như bất tỉnh gì đó. Bắt đầu nó lấy cây nó khiều khiều toàn bộ đồ này khiều ra. Thì cẩn thận nha, nó tầm chợt nó vậy đó. Lên lầu nó còn leo lên được mà. Thì cẩn thận là nó mất đồ. Ha, làm công tác bảo vệ thế nào. Khi nào người ta xây nhà tính sao? Chống thì cứ mở cửa thoải mái đi. Mở ra xài trước cái đã. Cái đồ xài được 10 năm sao? Hiểu không? Đó. Có là mở, hiểu không? Trọng. Nhưng mà nha, cái cửa này ngó qua nhà người ta phải trên 2 mét mới được ngó. Chứ mở ra người ta cái nhà của người ta mà sát bên luôn rồi. Người ta đang sử dụng ở bên đây. Có nhà bên đây mà mình dám mở lên. Là nó kiện á, đây là phường nó kiện á, anh sai luật á. Phải trên 2 mét mới được mở, đúng không? Nếu mà thì ví dụ mở lên cao thì nó sẽ xem phép nó cho anh mở, nhưng mà anh mở được cái được quá tầm nhìn, ví dụ từ đây lên đây là 2 mét, và từ cái ô này lên đây là chỉ một nguyễn mà mở 1 mét thôi, 1 mét nhân 2 mét cái cửa đó không được sai khác, hiểu không? Hoặc là còn công xong rồi sai cũng được, nhưng mà đừng để nhanh bên cạnh nó kiện là đi luôn á, kiện nó xuống giải quyết vấn đề luôn á. Giờ nó cao đắp lại sau đó xuống khi nó xong rồi mở ra, xong phải đặt mở. 2 mét là 2 mét cách nhau giữa hai cái nhà hay là chiều cách nhau hai nhà? Dạ. Ở chung cư thì nó đến 60 mét à mới được mở cửa đối diện. Chung cư tiêu chuẩn nó 60 mét.
ở cửa đối diện, có nghĩa là hai tháp cách nhau 60 mét. Nếu ở nhà phố thì có thể tầng trệt này nè, phải di du cho mình mở cái sau. Nó là lốt hiểm mở ra đi đó, nhưng mà lên trên được, mở cái ngó của nhà người ta cũng được, đúng không? Mở cũng được thôi, nhưng mà để kiện đó. Có như cái nhà ở quê bác cứ ê mấy ông kia xây xây cỡ nó đi, nó có như phải xây dựng mà nó mở cửa bao nhiêu ờ mở cửa đúng nó anh hợp đơn nha. Nhưng mà nếu mình mở ô lấy sáng thì được quá anh, nó không mở ra được á, cũng không cho lấy sáng thì ví dụ trong mọi người trong phép nó để cho anh mở cái cửa, nó chiều dài 2 mét và chiều cao là 1 mét và từ dưới nền là cách lên đó là 2 mét chả phải mở đúng chiều cao quy định đúng. Là chỉ lấy sáng chứ không không phục vụ cho tầm nhìn đúng rồi đang trong tầm nhìn như vậy nha. Rồi hiểu không? Thì mình cứ mở đi, rồi sẽ phép cắt từ tính sau. Nha. Rồi. Đây, ha, đó là còn bước bếp nè. Bếp đây thì có hai cái công năng sử dụng. Thì mình cũng nói với các bạn luôn. Thì bếp đơn giản thôi, thì nói hai cái công năng sử dụng đơn giản về bên bài nó dễ ha, không bị sai sót. Do những cái kiến thức mình dạy ở đây cũng là trong cái quyển phê dữ liệu kiểm sân hết. Các bạn muốn đặt thì đặt ở trên mạng đem về xài, trong đó có 3 ngày công trình lắm. Cái nào các bạn đụng công trình gì thì các bạn tham khảo nó đều có trong đó hết. Quyển đó là quyển khá là nổi tiếng ha, nên phê dữ liệu kiến sư. Chạy quá. Nên phê dữ liệu kiến sư. Mới đến 5 ngày công trình là nó có kích thước trong đó. Của người Việt hay nước ngoài? Nước ngoài, nhưng mà dịch thì tiếng Việt nha. Và nó có rất nhiều tiêu chuẩn, từ ghế sofa, từ công trình nhà ở, nó biết rất là đầy đủ kích thước của nó bao nhiêu, rồi chiều cao con người bao nhiêu, chiều cao bớt bao nhiêu, chiều cao bớt bao nhiêu, tất cả là nó biết trong đó hết. Mình có thay khảo ở đó mình biết mấy kích thước khoảng khoảng đấy rồi. Đúng rồi, trong đó nó có kích thước quy định hết. Nó mua quyển đó về đọc nha, nó không bán vào thị trường đâu. Nó bán thứ nhất là đối diện trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đó. Cái thứ hai là nó bán ở trên Tiki đó, Tiki nó đặt đó được chưa? Mua cuốn tiếng Việt á, nó có tiếng Việt mà dạ bao cuốn này đi, này là có hai cuốn, hai ba ngày công trình đó, nó lâu rồi, ra đời 5.800 mấy 900 mấy nha. Nó hay, rất là hay. Có cả chung cư luôn, có cả mọi thứ luôn. Vệ sinh nó làm cho 20 cái phương án rồi. Nó vô cái thước đó. Đọc nó đi hay lắm. Cho em nít cả, đặt chung luôn đi. Ship chung bao cũng quyển vậy đó. Ai đặt kêu cặp kế với 100 mấy rồi. Có chỗ 128, chỗ 160. Sao cũng có 600 rồi. Qua mình thì cứ mình đến đối diện trường đại học kiến trúc. Hoặc là ngay ngã năm ngã năm chó. Ngay cái chỗ 60.000 nữa. 60.000 của 10 năm trước. 10 năm trước. Ngay cái chỗ mà anh chị giao với lại nó chân long rồi bán chị giao với nó chân long thì ngã 6 đó. Nó có cái Chí Phước. Cái gì Chí Phước? À, mua đó nha. Đó là nó có. Rồi, cái quyển nó hay lắm các bạn nên mua đi. Nó hết hàng nhanh lắm. Trên mạng nó hết hàng lẹ lắm. Chờ có những cái đầu sách mình sẽ giới thiệu cho các bạn thì đó là cái quyển quan trọng. Sách Việt Nam thì thấy đa phần là viết theo cái dạng lý thuyết quá, nhiều khi mình đọc mình còn thấy nó lý thuyết quá nhiều. Tại vì mấy cái kiến trúc Việt Nam thì nó sẽ phù hợp với cái văn hóa mình dễ. Nhưng cái thằng này là thằng châu Âu nhiều quá, không phải cái thằng này là thằng nguyên lý. Nguyên lý là gì? Nguyên lý là cái chung rồi, nó từ đó ra nền tảng tất cả mà, chứ không phải là ấy, không phải là văn hóa. Đây, ở đây ha, nó có cái bếp, thì đây ví dụ cái bếp các bạn để vị trí chừng ngang như thế này, bếp nó thường nằm ngang ha, nằm ngang như thế này thì các bạn ví dụ các bạn đi chợ vậy đi, bạn bỏ trong tủ lạnh. Tủ lạnh này cơ. Tủ lạnh thì các bạn nghiên cứu nha, để nghiên cứu xem nó là không phải đặt tủ lạnh như là đặt đâu, thế nhưng nó có bao nhiêu cánh, gia đình có tài chính hay không, ví dụ hai cánh mở nè, rồi cảm ứng luôn nè, quét tay giọng nói luôn nè, thì đó các bạn phải xem. Nhưng tủ lạnh lên đến 200 triệu cái của hai tỷ chi, nó rất là cao cấp,
thì mình phải nghiên cứu nó nhà có tài chính hay không. Giờ lấy dòng có tài chính này là bao nhiêu, ví dụ nó cũng tầm 136 lít là dành cho gì, nhà trọ thôi đó, lên đến 200 hoặc là 300 lít là dành cho cá nhân hai vợ chồng, rồi 400 lít là dành cho gia đại gia đình, 500 lít là dành cho người có điều kiện hai cánh, tùy nha. Thì diện tích của cái này phải biết nó bao nhiêu hợp lý để mình nhét cái lỗ này vô, chứ làm nhỏ quá rồi đúng lúc mà người ta đóng được, nó rộng quá cũng không đẹp, hiểu không? Đó thì khi ta đặt ở đây là tủ lạnh, tủ lạnh xong bắt đầu ta về ta nấu ăn, ta rửa chưa, ta rửa nè, đó rửa bây giờ ta đem lên ta trưng bày xong bắt đầu ta rửa, rửa xong ta đem lên ta nấu chưa, đó ta nấu gì đó bắt đầu ta đem ra một bàn ta trưng bày, bày ăn luôn cũng được chưa, ăn luôn thì người ta ngồi đây người ta ăn đó. Rồi cái bài này các bạn nghiên cứu nó là bao nhiêu người ngồi, diện tích bao nhiêu nha. Đó ví dụ nó nhỏ thì mình diện tích từ đây như ví dụ 600 mét hai chẳng hạn đó, chứ đừng có xa quá, vừa đi cái bàn từ đây xa tới mình có sai luôn, như ta gấp thức ăn mà cái chậm này nó không hay, thức ăn là phải đến miệng, cái miệng không đến thức ăn được mét hai chơi bạn quay đó nha, phải xem thử coi là người là bao nhiêu người và như thế nào. Ăn thì cũng nên có view nhìn ra ngoài chứ đừng có tùm húm như trong cái không gian ánh sáng không có, bật đèn không được, nên có cái không gian phía sau để có một cái tiểu cảnh như thế này, nó mở rộng càng rộng tốt tại vì nó rất là thiếu ánh sáng. Được, thì nó cho xem cái bài của bạn Nghi mình nó là rồi bạn thằng Bi mình nó làm trồng vườn cây phía sau đó, có Nghi nó trồng nè, Nghi nó trồng qua đây luôn đó, bài cái hình nó còn không Nghi vẽ 3D mắt luôn. Nghe dẫn nó lên như vòng 3. Nó học cái vòng 1 lên như vòng 3. Là Nghe học trước thầy Kim luôn hả? Em học cùng thầy Kim. Thầy Kim chưa qua. Mấy cái vườn cây nó trồng cây. Trồng cây phải trồng từng cái một, mới sắp xếp sao tỷ lệ bố cục của cây nó phù hợp, đúng kích thước như thực tế. Rồi nó vô trồng. Trồng nữa. Trồng cái phần mềm. Đó trồng mới rồi xong bắt đầu trong, render lên trong cái phần mềm là sau này trồng ra ngoài trồng vậy đó, rồi xong nó vẽ thêm cái khung nữa, cây đó có phù hợp điều tiết khí hậu thời tiết ở đó không, có dễ sống không. Đó, cho nó làm cái tiệm cảnh nhỏ làm nó học phần mềm ra học thực tế nó mới hay. Rồi khi nào công trình nó đang thi công đó, thì trồng cây thì cho Nghi xuống mua cây luôn tự đi trồng không sao nữa, thì khi trồng cái cây nó chết hay là nó sống thì Nghi nó biết, do lượng đất hay là lo cái chỗ nó do mình hết chị, do mình hết do thiếu ánh sáng hay gì, do mình lựa chọn cây đó nó phù hợp hay không là con Nghi nó chịu trách nhiệm đó. Nhưng mà chưa trồng mà chắc cái nhà nó đó anh chỗ anh view nhìn ra như thế này trồng cây đó. Thì nó phải bố cục cái cây để cho nó đẹp, chứ cao tiểu thấp cảm hồn nhìn đó, ra nhà bố mẹ tụi nó mình làm được chưa. Thì đây cố gắng ha, mọi người cũng mong cũng mong muốn mọi người thành công thôi, mọi người thành công mình mới có tiếng được, mình dạy mọi người quản gia được bao nhiêu cũng buồn, mà cố gắng đạt lượng tốt thì mình mới nổi tiếng, nổi tiếng là chỗ đó đó. Và đi làm các bạn sau này tự nhiên đùng cái quân anh trở thành toàn lớn đó, 10 năm sau anh trở thành chủ lớn, anh phát triển tốt trong ngành, đi đầu trong cái lĩnh vực kiến trúc đúng không, nhưng mà hồi xưa cũng học đây đó, mình cũng là cái niềm vui cho anh đó, cố gắng mọi người phát triển tốt hơn đó. Thì ở đây mình cũng đi học thôi, lấy niềm vui vào học rồi đây ở dòng này nha, nhớ là cái cửa này nè nó không có phủ bóng, bóng này bóng bạc, hoặc là cái đây nó có cái hướng của cái cửa sổ đây thì nó tối bóng đè, ví dụ như mình ngồi đây thì ánh sáng đây xuống là ok, nhưng nếu mà ánh sáng nó từ hướng này qua thì nó bị tối cái tờ giấy mình vẽ không được giống gì thôi, nhưng mà cũng tùy tại vì nhà hố mình không có được quyền lựa chọn tốt hơn đâu, đúng không, đâu được lựa chọn tốt hơn đó. Rồi mở cửa đây ha, ra phòng bếp thì bếp này ha, tránh tình trạng là gì, đây là cái công năng sử dụng, rồi có nhiều công năng sử dụng để hình tam giác nữa chưa, cái hình tam giác
Ví dụ đây là cái tủ lạnh đi, à, đây là bếp đi, đây tủ lạnh nè, đây rửa nè, chưa? Ví dụ ở đây mình rửa, mình đem tủ lạnh qua đây mình rửa, rửa xong rồi, đó, bếp lấy gì thế này, rửa xong rồi xong, sao? Mình để đem qua đây nấu ăn xong rồi lại đem ra ngoài đây trưng bày. Đó. Ví dụ ở đây là rửa nè, ở đây xong đem qua đây rửa, rửa đây nó có cửa sổ nha, đó, cho nó sáng, nó sát trùng nó dễ. Nhưng mà chỗ này không có cửa sổ nha, gọi là nó kỵ. Nhưng là bếp nó gặp nắng thì không được, nắng gặp nắng không được, là gió cũng thổi tắt lửa luôn. Đó. Thì bây giờ ha, ở đây ví dụ như đây nó có cái bàn, thì ví dụ mình còn lấy thêm cái cây thì ra đây lấy, không gọt. Ví dụ ở đây mình đang nấu ăn, thì tự nhiên thiếu cái trứng, qua đây mình lấy cái trứng. Ở đây thiếu hành ngò, lấy thêm hành ngò ra được, dễ không? Đó, dù cái thử lớn thế nào thì cái bếp nó cũng tương đối nhỏ, đúng công năng, đúng kích thước, để cho cái người làm nó đỡ hoạt động năng lượng nhiều. Tại làm bếp nó năng lượng nhiều lắm. Nhà cái bếp mình ở quê vui lắm, ở nhà mình vui. Mỗi lần nấu cái nấu canh cái chạy ra ngồi sau nhà, chạy ra múc nước, gáo nước chạy vô trong, bỏ ở đây nấu. Nấu xong rồi rửa cũng vậy. Thiếu cái son cũng chạy ra ngoài đây có cái son ở đây giờ đem vô nó ngày chạy biết bao nhiêu là đó luôn đó. Chị với em cũng vậy, đó là cái thói quen mà cái đồ dơ đem ra ngoài hết đó, đó. Ở quê, ở quê nó cũng có cái hay luôn đó, tại vì đúng là như anh đã nói á, sự thoáng mát luôn. Thì khi mình nấu cũng nấu cũng bếp củi cũng vui, cũng thích nấu củi đó, nó có cái độ hay luôn. Thì nha, cố gắng là tiết kiệm năng lượng để mình hoạt động trong cái nhà, cái nào gần này cái gơm nó gần thì dễ sử dụng. Dạ. Rồi đây là công năng hình tam giác ha, và công năng này sử dụng được chưa? Mọi người ý kiến gì không? Còn cái tủ bếp nữa. Tủ bếp gì? Treo tường. Treo tường. Là để ở dưới. Rồi tủ bếp thì treo tường như thế này thôi. Thì các bạn về xem cái những nghe nó có quy định về cái kích thước thì bếp nha. Để lấy kích thước cho nó ok. Đó. Ví dụ ở đây thì mình thụt vô trong một chút để người ta đứng á, cái mũi chân này nè, người ta sẽ không bị cấn ở đây. À, và nhớ bít cái này nha, cái này mà không bít là sau này đồ trong đó rớt đủ thứ trong này tà lơm á. Cho nên phải bít cái chỗ này lại. À, còn thiết người xây cái này làm gạch luôn. Đế bê tông chắc. Được chưa? Rồi xây lên đây. Ở đây thì mình làm nó cũng 600. Được chưa? Rồi này 600. Và ốp ở mặt kính này là ốp cho nó cao, nó sạch. À, kính đừng có lấy vài mảnh ốp vô, một mảnh thôi. Nhiều khi kính mà mình lấy ra mà mảnh ghép vô cũng có cái vết đó, nó thấm vô đó, nó không tốt. Được chưa? Rồi chiều dài đây, ví dụ đây là 600 đi, được chưa? Thụt vô 100 cái chân á. Rồi ở đây thì cũng tầm 350, do anh thụt vô trong một chút nha. Đó, đèn thì phải có đèn ở đây, thiếu đèn là phải có đèn ở đây, người ta đứng ở đây đó, là người chợ đứng đây để giống có bầu trời. Đèn ở đây là đèn trần đó, đèn tròn chỗ đây, nếu không có thì mình phải bố trí đây. Cái kiến góc này nè, dọ nha nó tốt hơn. Do nếu mà đừng dọ đây thì nó xuống đây lại dọ vô trong cái mắt đó, làm sao để tránh được cái hướng của cái mắt nhìn đây nó chói. Do lắp cái này cũng phải để ý hướng nhìn, thấy cái đèn không không thấy cái nồi đó. Đúng rồi. Cái đèn nó dọ xuống được chưa, nó cũng quan trọng nha. Phải có đèn bếp nó đây dọ xuống dọ như thế nào hợp lý để không có bị chói mắt, được chưa? Rồi ở trên đây ví dụ như trên đây còn xíu nữa cái trần thì nên đóng luôn, đóng trần lại. Dạ. Nó giống bụi, cho nó bụi lắm. Khi lên cầu thang là thấy bụi trờ ở trên cái tủ, bụi không là bụi. Thôi đóng nó kín luôn nha. Trên đây làm kho, một cửa đang làm kho. Không xa quá thôi, mình nó gần là nó đóng lại cho đẹp. Dạ. Nhớ căng tỷ lệ cho nó nha. Mình thì ví dụ ở mặt đứng thì các bạn phải căng tỷ lệ cho nó. Ví dụ đây nó có những cái đường như thế này, các bạn tạo ra những cái nhịp điệu tương đối, chứ đừng có làm sọc 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 chia đều quá, nó nhìn nó buồn chán. Cái gì đó thầy? Đây nó cửa á. Đó, các bạn tạo ra một cái nhịp điệu như thế này, nó tỷ lệ như thế này. Ví dụ đây là học kéo chẳng hạn, đây là học mở chẳng hạn. Đó.
hay là gì đó thì các bạn chia. Cái này đi vô sâu nữa mình phân tích sau. Về nội thất, nội thất đi sâu. Đây mình bố trí tương đối thôi nha, không đi sâu nội thất. Dạ. Rồi, ở đây bài này xong kết thúc. Các bạn có hỏi gì không? Thứ bảy nộp cho thầy chỉ một cái concert đang chờ thôi. Chờ từ lâu luôn. Lâu luôn hả? Thứ bảy hả? Thứ bảy sao hả? Thứ bảy tuần này. Thứ bảy này là cho đến thứ tư sau đi. Rồi chờ lâu. Thứ tư sau nè. Rồi chờ lâu. Chờ lâu nhớ hết luôn nhé. Chờ lâu 1 hoặc 2. Tâm luôn nhé. Phải nhanh mà. Phải. Bây giờ làm mặt bằng thôi còn... Làm mặt bằng với tay cũng được. Đang nghĩ lên cái sổ cũng được. Nghĩ sổ nhanh mà. Nhưng mà 4 mét hả? Được chưa? Đó. Đó, phải cái sổ này nè. Thứ nhất mình phân vùng đi trước. Phân vùng cho nó ổn. Mình không lấy cái kéo cắt ra. Là mình vẽ được cầu thang, cắt cái dán nó vô. Dán nó vô xong rồi vẽ lại tiếp. Đúng không? Thường là cái cột mình sẽ bố trí theo cái phân vùng cái công năng của mình. Bạn bố trí đi. Ha, ở đây mình không có gợi ý cái đó. Các bạn bố trí cái cột đi. Cái cột gặp ông Nhân kia, ông làm chắc 2, có 4 cái cột xong rồi. Đúng không? Vượt nhiệt quá. Có là 10.000, 11, 12 mét không? Rồi, giờ và bữa sau hồi phòng ngủ. Nay học về bếp. À, bếp thì nói thêm các bạn nha. Bố trí cái nhau này, bố trí điện nước á. Đừng có đi dưới đầm đây, là đừng có đi cái đường ống thoát phong. Bây giờ ở trên cũng vậy, đừng có toilet ở chỗ cái phòng ăn này. Đang ngồi ăn, ngồi chuẩn bị ăn kêu rột rột nào xả nước trên kêu rột 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 giờ đó thì như nên là không có những cái toilet ở trên, không có những cái đường ống phía dưới, không có các cái giường ngủ phía trên, ví dụ giường ngủ nằm đây không được, nằm ngay đầu giường của chủ nhà không? Kỵ thôi, mê tính gì đâu, cái này mê tính thôi, nhưng mà kỵ nha. Được chưa? Rồi trong đây nó có ông táo nữa, rồi bố trí ông táo nữa. Rồi cái này nó nhiều, ví dụ như cầu thang nữa ha, thì không bố trí dưới gầm cầu thang bếp. Đi lên mình đi lên nó bụi bặm đó xuống qua, nhưng mà thằng này nó thấy lóng hơn chút cũng được, tận dụng chút cũng được. Cầu thang đến cái bếp cuối cùng nó tận dụng, đặt cái thằng này vô cho nó vừa tủ lạnh mà đừng gì đâu, đúng không? Nha. Còn cái nhà vệ sinh của tầng dưới nữa đó, nãy nói rồi đó, dưới gầm cầu thang không? Gầm cầu thang thôi là ra sao tùy, có hai vị trí nữa đó. Đặt chưa? Rồi về tham khảo ý kiến bên thi kiểu này đi ha, rồi mình sửa tiếp, nó có nhiều vấn đề lắm, lại tổng quan của nó mới thấy được. Để đây mình nhắc những cái lỗi sơ bộ của cái người học viên nên nó bị, đúng không? Rồi vậy đi ha, xong.